Angkor City. Sáng nay ngang qua khu vực Angkor City. Còn ở đây buổi sáng hàng ăn hàng cũng như cà phê quán xá rất là đông khách đây mọi người. Dạ. Yeah. Hai bên đường đông kín mịt luôn. Dạ. Yeah. Ôi trời, xe. Cà phê cà pháo vẫn mở ra cũng nhiều nữa. Dạ. Yeah. Đường Hoàng Quốc Việt. Ngày thu. Ờ. Rồi. Còn một mẹ cha mẹ có cái xe, mẹ đi lượm rác. Sợ chim giật chắc. Được không? Lượm được không? Tao mà ngay kiếm được vài trăm đó. Trăm. Đây có chiếc xe hiện đại này. Xe hiện đại Phương mà cháu. À dạ, mẹ ở mua đây à? À rồi là ở đây là đó là thôn cũ à, đây là tổ chi à, tổ mấy tổ à? Tổ 4 khu vực 2. À ở gần đây mẹ thế không? Gần đây mẹ thế á. À gần đây thế có người ở đây à, con làm chi mô? Dạ con đi con đi giúp người trên đường á. À, con gì mẹ con cả chi đóng không? Hai ông mùa thôi. Hai ông mùa thôi, năm nay mấy rồi? Năm nay ông tầm 2 mà mẹ 70. À 70. Mà làm nuôi nhau thôi, rồi khỏe rồi, còn con cái là. Con cực khổ chi mũi má mẹ nó khỏe. À rửa rồi, còn con cái khỏe rồi. À. Rồi thì hai ông bố nuôi nhau khỏe, còn làm ruộng đôi chứ không? Đấy ruộng có nữa hả? Đẹp ruộng đó hả? À đi ngay đi kiếm được mấy tiền. Đôi khi thì mấy bữa hàng cao thì bán được trăm chứ bữa như 5-6 chục. À bà Phương làm chó xé nữa tôi rồi à? Phương đóng đó. À Phương đóng cũng chó xé, những người đi lượm rạc có thấy hay đi à? Lượm rạc vì nó vì nghèo đấy. À dạ rồi hả? Ừ. Thế là tôi đó hồn cũng người thôi. Đây có người tặng ghi 200 nghìn. Của chị Quyên ở Cao Lý đây. Dạ. Yeah. Chúc mẹ sức khỏe. Làm ăn. Dạ. Dạ. Đeo khẩu trang đâu mà làm chứ đi lượm đi. Lượm đi không phải à chứ đó, vi khuẩn. Khuẩn nhiều. Thôi chúc mày sức khỏe. Dạ, yeah. Mày làm đi. Chà 70 tuổi, ổn mấy, ổn tạm mà. Ổn tầm 2. Tầm 2 à, mày 70 chứ vẫn có được con mày ra. Thôi nữa rắn đẹp con. À, ổn đẹp nữa. Thôi rồi thôi mày làm đi. Yeah. Ông đạn được à, hóa ra là cũng là người nghèo à, những người khổ khó tại đây là Phương An Đông cũng khổ khó là mang giặt ve chai mà được Phương hỗ trợ cho cái xe đi đẩy đi đó mọi người. Dạ yeah. Qua đây gặp hoàn cảnh cũng giúp đỡ cho mẹ mỏng qua của bà con anh chị phương xa. Dạ yeah. Đây tìm đường Hoàng Quốc Việt qua cầu Kim Huệ thì lên đường Trường Chinh. Những một trong những tuyến đường màu mỡ làm ăn số bộ là mọi người ngày cũng như đêm. Dạ yeah. Buôn bán nó dễ, nằm ngay trung tâm rẽ trái rẽ phải thì hai bên đều là những cái khu như ẩm thực ăn uống sầm út. Dạ yeah. Nấm sứa thì hai bên đi thì dãy ruộng bạc ngang đó. Lên gần đến đường Bà Triệu sau này bắt đầu quy hoạch làm cũng được hơn 20 năm rồi. Bây giờ đây cũng là phố sầm uất của Huế. Đó, tràn lui về hai khu vực này. Đây là những cái nơi tập trung buôn bán làm ăn rất là số bồ về ban ngày như ban đêm. Dạ. Yeah.
giao nhau về ngã ba đường Bà Triệu, là khu vực ngay gọi là ngay mũi này thì có một cái trung tâm đang làm sống rồi mà chưa hoạt động nào, mà nghe nói đâu của trung tâm mua sắm nghệ kim đó. Và con đường Bà Triệu này thì có thêm, nghe thêm một thông tin nữa là chuẩn bị làm lại đường, mở rộng ra, chắc là mở rộng rồi làm lề đường thì chắc là giải tỏa đi cũng nhiều nhà nhiều quán xá lắm đây. Nghe nói dự án năm 2022 đến 24 là phải xong, và dự án lên đến 480 hay là hơn 500 tỷ đồng đó này mọi người. Trong nay mai là đường Bà Triệu rộng lớn nữa, trong vòng 2 năm nữa, cũng là 2 năm chứ trừ 2 năm lẻ 2022 thì cũng là gần hết rồi, rồi là 23, 24, đúng rồi, cũng 2 năm sau mong đẹp mở rộng ra đường bao nhiêu mét, nhưng mà nghe nói là sẽ mở rộng làm đẹp đường Bà Triệu. Dự án thì có thể kê một cái bài bảo nghe nói 400-500 tỷ chi tiền đầu tư đó. Đường Bà Triệu thì nổi từ ngã tư Hùng Vương, bên kia Nguyễn Huệ, ngay cái sáng ngã tư đường Hùng Vương là mọi người, thì chạy thẳng về đến chợ cổng ngay cầu Vị Già, hình như là đoạn đường cũng dài đến 900 mấy mét á, gần cái số đó. Thì Huế chuẩn bị có thêm tuyến đường mới nữa mở rộng. Chứ bây giờ các tuyến đường khu vực trung tâm thì đã mở rộng cả rồi, như đường đây thì có Lê Quý Đôn này, rồi lên đó thì Hùng Vương, Hà Nội, những tuyến đường đều mở rộng cả, còn tuyến đường Bà Triệu này nữa, lề đường đồ đang còn phía sau lưng chúng ta, thì nhà cửa quán xá nó nằm sát với đường luôn, chắc là lề đó cho nên là phải mở đường làm lề. Ở đây có công trình to mà vừa đập phá, chuyển đổi kinh doanh hay đang đỏ. Khu vực đoạn này thì có lê đường mọi người, từ ngã ba Nguyễn Thái Học đó, Lê Quý Đôn thì về đây là đã có lê đường luôn này, chứ chỉ có lọc lên rồi thay gạch đá mới thôi, còn phía đâu khu vực đâu kia chắc là làm. Thì trong nay mai sẽ có thêm tuyến đường mới đẹp nữa, là nơi vì cái tuyến đường Bà Triệu thì nơi kinh doanh nhiều mặt hàng và ăn mặc rất là nhiều, một số bô lắm, tấp nập. Nên nếu như mà giải tỏa rồi làm thì cũng chắc là tốn kém rất là nhiều, nhưng mà cũng phải làm để cho thành phố có những cái tuyến đường lớn, những cái bộ mặt đẹp. Đây chúng ta đang ngang qua khu vực chợ cổng, chợ cổng sáng nay rồi. Và để biết thêm Huế có gì trong những ngày thu thì hy vọng video ngắn cũng làm cho mọi người thấy thư giãn và thú vị khi xem. Rồi cho em vui tạm dừng video. Mọi người thấy ý nghĩa thì cũng đừng quên chia sẻ, nhấn like. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ, và để theo dõi những video mới hơn nữa. Tôi rất vui. Rồi, em vui, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.